Rồi, hôm nay mình lại tiếp tục sự nghiệp với cái con tàu ngầm này. Thì về cái cách mà đá Bakura á, không đề cập tới nữa. Tại vì cơ bản là những cái này nó đã được coi từ những cái phần trước rồi. Mình không nói trao đổi đến cái phần mà đá Bakura nữa. Bây giờ mình sẽ đặt tên tiếp theo đây. Và cái cách mình làm đó, thì mình cũng sẽ ấy vô. Ở đây thì hôm qua cũng đã vẽ thêm một số cái chi tiết mới, một cái chi số số chi tiết phụ như đây này, như đây này. Nói chung là mấy cái là lặt vặt thì cái cách này về nguyên lý vẽ là như nhau, cho nên là mình có không có đề cập thêm. Bây giờ thì chủ yếu là mình tiếp tục mình làm cách mà để texture của cái này ra như thế nào đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó, cách đầu tiên mình dành trang rồi cái texture. Thì ở đây thì mình đã cái việc ở đây á, thì về cơ bản ở đây nhìn cái tàu ngầm như thế này á, thì đủ để mà làm rồi, nhưng mà để cho nó chi tiết hơn, nó đẹp hơn thì còn phải làm một công đoạn nữa là làm texture. Và cái cách làm texture thì mình sẽ có một cái số kỹ thuật mình trao đổi và chia sẻ. Tiếp tục thì để em làm thì đầu tiên là nói chung là cũng phải dàn trang nó ra đó. Cái cách texture này thì nó thật ra là mình cũng có cách texture sơ bộ ở trên ấy đó. Cách mình làm sơ bộ ở trên 3ds Max hoặc là có thể là UV Warp, những cái thuật UV Warp hay gì đó, thì trong khuôn khổ này mình không trao đổi thêm, tại vì cơ bản là đó là nó liên quan đến vấn đề vẽ 3D. Mình ở đây mình chỉ nói về vấn đề vẽ mô hình thôi. Rồi tiếp tục nha. Chung mình là về cái nguyên lý trả tàu ngầm này hay như thế nào đó, thì về cơ bản đó mình cần phải tự mà ấy thêm tự tự làm thêm. Mấy cái bộ phận chi tiết lên tinh thần này thì mình cũng phải sắp xếp lại cho nó phù hợp, nó về cái cách dàn trang á. Cái tàu này là mình cái thông số kỹ thuật của nó là dài 92,13 m, tức là theo tỷ lệ 1:3 1/200 thì nó sẽ dài khoảng 46 cm, tức là nó rơi vào khoảng gần nửa mét á. Cho nên là cũng khá là lớn. Đối với những cái kết cấu mà lớn này á, thì cái bộ cái khung module này á là có thể là chưa ổn. Cho nên là mình cần phải làm lại một cái bộ khung, một cái hệ khung khác. Có thể là nói chung là về cái khung, cái cách làm một cái khung lưới, khung 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 của cái mấy con tàu chiến đó thì cũng được, nhưng mà cái cách đó thì nó làm nó không có nhanh. Nó có hai cái con điểm là làm khung, đó là khung thứ nhất là cái khung con tàu, làm khung con tàu chiến, làm theo trên con điểm là tôi làm là coi là con tàu chiến. Còn cái con điểm thứ hai ạ,
con đến thứ hai đó thì là mẹ tôi làm tôi làm cho cái con điện là full module nó thì được cái là nó làm nhanh. Ở đây nó còn ở đây nó có một cái vấn đề bé bé bạn cần phải giải quyết. Đây này, nói chung là đây là cái hệ khung định vị cho thằng này này. Này nói chung là cái hệ khung định vị của nó mình sẽ kiểm tra lại cái mô đen của cái con tàu này này, nó có một cái bị vấn đề ở đây, kiểm tra lại thì xem nó có bị cái gì. Về cơ bản là không bị lỗi đâu coi nào. Cơ bản là không bị rồi, nói chung là tương đối ok rồi đấy. Tiếp tục đây mình sẽ rồi. Này bé quá đó, đó cái chi tiết bé này này mình có thể mình xử lý mình veo lại luôn đó, như thế. Này thứ tự làm của em nó đây, thì bản chất độ mấy cái này nó khi mà mình làm ra nó rất là bé, nó rất là bé. Cho nên là đây, nói chung cái này mình quẹo lại thì nó tốt hơn. Đây, cái cách quẹo nó lại đây. Mình export nó. Mình xuất ra dạng object. Rồi sau đó mình sẽ vào phần này. Reload lại modem 3D. Khi reload thì xoay xèo cái để phòng nó không bị mất. Rồi đến lại module 3D, chọn cái module mà mình cần làm á. Rồi thất bại rồi. Đây reload lại module 3D. Không được, mình vẫn phải tách cái khối thằng này ra này.
tại vì là để cho nó không bị lỗi. Rồi để cái mà dễ nhất đó, thật ra cái chỗ này này, cái tấm này, này thực ra cái tấm cái miếng ở dưới đây này mình không cần thiết lắm đâu, tại vì là nó để tác dụng là giống như một cái khung á, nhưng mà đối với một cái chi tiết nó bé quá thì khi mà làm nó mình tự uốn lại được, cho nên là không cần thiết. Và ở đây con tàu này mình cũng có thể mình vẽ thêm này, cái cánh vịt này hôm qua không có này, rồi cái lấy cái cơ cũng tương tự, rồi sắp file ra. Rồi là hồ bàn lại này thì rất là tài, rồi đấy nói chung là về cơ bản là mình đã thực thi xong cái tàu rồi. Bây giờ nha, tiếp tục là mình sẽ làm rồi cần chút ca để ta theo. Hôm qua mình đã nói là mình đặt tên những cái này này, mình đặt tên những cái vị trí. Những cái vị trí ở đây là có mục đích. Cái đặt tên những vị trí ở đây này, cái vị trí mà cái khung đó. Vị trí khung này, vị trí này này, tên cho nó này, quy này, cho nó sẽ hiểu là như thế. Đây nó sẽ nhảy từ 1 đến 10, 10 này thấy không. Rồi bây giờ mình sắp chơi cái tự 1 1 đến 2 2 đây 2 này 3 3 đâu, 3 đây, 1 2 3 4 4 đi vô 5. Năm vào đây 6 6 7 8 8 9 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11 này, 12, 12, 13, 14. Rồi ok, vậy là chúng ta sẽ có cái xong cái hệ cái dàn trang xong con tàu ngầm rồi. Sắp xếp lại gì cho nó vào đúng. Ồ rồi đấy nha, tiếp tục mình sẽ làm thêm một cái nữa, đó là một đánh đánh cái chi tiết sơ cái mắt này. Và cơ bản á, nói chung á như thấy vô 1 2 3 4 5 thì bây giờ cái cách mà mình đặt tên cho nó để cho tí nữa mình coi cái làm sao mình đặt này, mình sẽ
trang cho anh em. Này đánh số từ số thứ tự từ 1. Này sẽ là 2. 2. 3. 1 này. 2 3 này. Hai đâu? 3 4 5 5 6. Nói chung là cái đặt tên này á, thì tốt nhất á, là mình sẽ đặt tên ở trên lúc mà mình vẽ luôn thì nó hay hơn. À, lúc đó mình sẽ phân loại nó ra được là nó cái đó nó ở đâu. Mình sẽ đặt tên đó, mình đặt tên trên cái phần mềm mình vẽ thì nó hay hơn. 8. Thế thì nó dễ quản lý được hơn và lúc mà này nó hiện lên nó cũng dễ. 9. Đó, theo thì sau khi mà đặt tên giả sử như vậy đi, 9, 10, giờ đến bao nhiêu rồi, 15 rồi đúng không? Này sẽ là 16, 16, này sẽ là 17, còn cái mớ này nè, mình sẽ tên là 18. Mấy thằng này là chung với nhau hết này, vì nó giống nhau. Này sẽ là 19A, rồi cũng là 19B, 19C, 19D. A C này, A 19 A B C 19 D đi. Rồi, 19 E. Rồi. Rồi. Cái này bên lá này 20 a à. Rồi cái này nó chung hết thì mình có thể mình là gộp chung lại luôn. 20b 20b 20c 20c. Những cái này là những cái khung mà mình có thể đánh chung của nó. Này là chung cái này thì cái này sẽ là 20 20C. Thằng này chung cái này sẽ là 20B. Rồi 20 rồi đúng không? Thì tiếp theo cái thằng này sẽ là 21. 21. Nhưng mà để 21 này, A này.
21A này, 21B này, A chung ạ, tương tự thôi, tương tự, cái này cũng sẽ là 22A. Nhớ về cái kích rồi. Trong này 22 được đúng không? Dạ. 23A. 23B. 23C. 23E. 23. Tiếp tục rồi, 23 rồi đúng không? Đây sẽ là 24. 24 bên phải thì sẽ là R. Bên trái sẽ là 24L. Để phân biệt là phải và trái đấy. Tương tự. Này là cái 24 rồi thì xin cái này sẽ là 25. 25. 25 này sẽ là 25A. 25A này sẽ là 25B. Này sẽ là 25C. Để cho nó phân biệt là này là chung một chi tiết này. Là này sẽ là 26. Mình đánh tương tự như thằng này thôi. 26C. Hai sáu a này sẽ là 27. Này sẽ là 27. Cho mình cái này mình cũng sẽ xử lý được. Rồi. Cái này tiếp tục, cái này là cái lá này, này sẽ là 28 R, 28 R A, 29 28 L bên trái, 28LA. Còn cái này lại sẽ là B, 28 28LB, 28LB. Này sẽ là B này, LB này. Cái cơ bản mình đánh xong. Tại sao đánh như này? Từ mình sẽ viết hướng dẫn đó. Mình phải đánh cái số thứ tự để cho người sử dụng biết. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào đây ở đây sẽ tình bấm sau sau bắt nem. Nói cho mình sau các bên check overflow này, check ở đây làm sao để cho khi mà mình làm này, ví dụ ở đây này đó, nó nếu như mà một khi cái check overflow đó là tức là mình bị này hai chi tiết nó đang đụng nhau này sẽ đỏ lên để cho mình không bị lỗi. Rồi
Look at sale. Rồi sau khi xong rồi bây giờ mình in thử một cái PDF. Sáng có hai lá thì phải ở đây à, đây là cái thành quả của mình. Về cơ bản á, như thế này á là có thể làm được rồi, nhưng mà cái texture này bị rạn không có đẹp. Rồi cái cách để mình làm á, tiếp tục đây bên đây mình sẽ phải còn điều chỉnh đây, mình có thể mình tắt nó sau outline setting này là để cho nó không có bị gạch trắng đi ra. Này. Mình sẽ căn cứ kiểm tra in dưới dạng vector. Rồi. Tiếp tục nhé. Đủ này lại rồi. Mình sẽ phải làm một cái việc nữa. Đầu tiên là mình sẽ phải kể cái hệ khung cho nó. Hệ khung cho nó xuất file từ file xuất xuất cái file này ra. File này và file kết ra để mình thiết kế cái hệ khung cho nó. Rồi sau khi xong này mình sẽ có cái trang thứ 4 này, trang bìa là trang thứ 4 này. Cái trang này cũng có thể mà hoạt động bằng cách kết lên. Mở lên đó thì đây là cái hệ khung của mình này. Đây này, cái hệ khung của mình nó là chúng ta đây mình nó mình sử dụng lệnh join để mình bôi hết đây, để nếu join nó lại hết thành một cái khối. Ta không do này cũng chả sao đâu. Đây rồi. Tiếp tục. Mình sẽ sử dụng lệnh xline để mình kể cho nó cái trọng tâm của cái hình này nè. Đây này. Mình dùng lệnh circle để mình kể một cái đường chọn D phi 22. Phi 22 thì R sẽ là 11. 22 này nó bé quá. Để mình kiểm tra cái này unit nên mm. Mình thử kể cái tờ giấy A4 đó coi. 210 297 đó. 297 210 97. Đây là cái tờ giấy A4 của mình.
delta 4 của mình nè. Trọng tâm của cái hình này ở đây. Đó. Nên mình vẽ một cái đường tròn, đường kính là 11. Đây. Cái đây là cái ống nhựa. Cái ống tiếp tục. Cái này nó to, nhỏ quá thì thôi. Đây. Bắt điểm, truy bắt điểm vào cái vị trí đường tròn. Rồi. Sau khi xong á, mình sẽ in thử ra. PDF. PDF Editor A4 nè. Mình in thử A4. Mình chọn hệ giấy là A4. A4. Rồi. Tỷ lệ là 1:1 nè. Chọn window nè. Chọn in nè. Ta này, review nó này. Đấy. Mình sẽ chọn nó là giấy dọc này. Nó tạm thời là như vậy. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái nét này. Mình sẽ chọn hết rồi toàn bộ cái nét này, laser nó về laser số 0 để cho nó đậm lên. Cái màu in đó. Màu in này sẽ là cho nó laser cho nó màu in lên nét số 0 á, để in ra nó thấy đậm này, thấy không? Rồi. Mình bấm plus. Đó, thì bây giờ mình sẽ có cái hệ khung này. Đấy. Hệ khung khá là ok. Rồi, tiếp tục nha. Tập này đi. Chúng ta đã có cái hệ khung rồi. Bây giờ việc tiếp theo á. Đây, mình sẽ về, mình sẽ sell này ra một cái file riêng. Này là file riêng là thích chủ đề. Sell nó ra một file riêng. Rồi, sau khi mà mình sell cái này ra thành một file riêng rồi ạ. Rồi, mình sẽ vô vào đây. Export nó ra thành cái dạng là Map picture. Không được. Quá ra đây. Đầu tiên á, mình sẽ sắp export nó dạng bitmap. Thì để này khoảng 300 dpi đi. Nhìn dưới đây. Rồi. Kết thúc. Mình sẽ sắp cái file này ra dễ dàng để mình chỉnh sửa. Mình thích chờ nó này không phải nhập đúng cái số kia 300 rồi mình rồi sau khi xong ra đúng không, mở thằng này lên bằng Photoshop. Ở đây á thì mình có một cái mẫu con tàu ngầm này, cái mẫu model 3D này trên mạng này, nó mình sẽ tham khảo cái mẫu này nè để mình làm cái con tàu cầm của mình. Cái này này, cái chỗ này mình qua nó để mình vẽ cái này để cho người ta định hướng thôi, người ta định hướng rồi mình làm như vậy là để cho người ta định hướng rồi. Cái này mình không làm được mô hình đâu, mà cái này mình làm bằng que thép, mình cứ gắn nó vô. Bây giờ mình sẽ tách chơi cái này, cách mặt người nó thích chớ này như thế nào. Thì bây giờ nha, mở Photoshop lên rồi mình đây nè, ở đây mình sẽ có cái file lúc nãy mình xuất ra ở đây. Tại sao mình xuất ra như này, lý do là mình để nó đây để mình có được là cái chỗ nào, đường nào là cái đường line màu để waterline
để mình biết đường mình gắn nó vô cho đúng. Thực chất ra cái chỗ này nè là cái hệ khung của nó, mình không cần tô màu, khung là khung trắng đen, xóa đi. Còn như nó là cái hệ khung trắng đen. Rồi chỗ này mình sẽ tô màu lại. Đó, mình sẽ tô cái màu cho nó màu màu này nè, tô cái màu này hết hết lại cho nó đều. Tầng ngầm á, thật ra bản chất của nó là màu đen, nhưng á tôi khuyến cáo á không nên tô, không nên tô với nó là thành màu đen, tại vì á là nếu mà tô màu đen á in ra nó không có nó không có đẹp. Rồi tiếp tục nha. Thôi cái này cũng phải định hướng sẵn cho nó rồi, thế mình tô rồi. Ở đây nè, ở đây nè, có nè, chỗ này màu đỏ nè, đây một cái màu đỏ màu đen nè, không biết là ở ngoài kết cấu của nó như thế nào, mình cũng sẽ phải coi nó ở ngoài này, ở dưới đây, à đúng rồi, trên đỏ dưới đen. Như vậy là mình tô sai, tô sai á. Bây giờ tô lại cho đúng thì ở đây chỗ này sẽ là màu đen này, chỗ này sẽ là màu đen này. Rồi cái bánh lái ở đây mình cứ tô trước ở đây là màu đen đi. Này nó nằm bên trong cho nên là mình tổ chức từ xem nó là màu gì đó. Ở đây hình như là tôi làm hơi bị ngược rồi, ok nè. Rồi cái màu này nè, cái màu này nè, thật ra ở đây nó có cái màu đó, mình sẽ không thích chơi đâu, mình tự vẽ được không, mình sẽ lấy cái file có sẵn này là mình sẽ làm đây. Mình sẽ tham khảo người ta, mình sẽ lấy cái file của người ta. Đây. Đây nè. Mình sẽ lấy cái file có sẵn của họ. Cái mà mình đây nè, đó. Nè. Mình lấy cái pha này mình áp dụng cho mình. Đó, đây nè. Rồi. Đây nó vô rồi. Đó, đây làm sao cho nó hài hòa là được. Tất cả các cái bộ phận chi tiết đều là thế. Đây là mấy cái tô trước ạ. Rồi, cái này. Như cái này nó sẽ là màu trắng. Rồi. Mình sơ bộ là như vậy. Bây giờ mình sẽ phải thử.
mình thử xem mình nó làm đúng không ạ. Sắp đó đây để không bị nhận là nhầm lẫn, xóa bớt đi. Đây. Ồ, cái này đây, cái này mình lúc nãy file của mình lúc nãy đây, bây giờ mình sẽ nhét nó vô đó theo các bạn này, mình sẽ có này, chỗ này làm ngược này, đo thành đen đen thành đó này, đo đen đen thành đó, cái này đúng rồi này, không nói cái này bị ngược này, cái này bị ngược rồi, bắt đầu mình sửa. Rồi sửa thì đơn giản thôi, cái nào màu đỏ, cái nào từ đây để cho nó muốn được, đầu tiên là tạo ra một cái laser mới, sẽ là màu đen, còn đa, còn thằng này sẽ là màu đỏ. Lại cũng vậy, sẽ lên màu đen, màu này đang lại này sẽ là màu đỏ. Rồi ok, gộp các laser lại chưa, đây tiếp tục nha, tiếp tục này, chẳng tưởng rằng của mình này, chỗ này đang bị thiếu này, cái này sẽ là phát này, mình cũng sẽ gắn cho nó luôn. Copy ra đây. Rồi. Thấy ở đây này, nó có mấy cái vạch trắng trắng nè. Bây giờ một cách để mình khắc phục cái đó, tô cho nó hết đây, cái nào mảng nào màu đen đó. Tô nó tràn ra, nó bị tràn viền ra, mình tô cho nó tràn ra, tràn cái lề bao ra, thì lúc đó nó không còn nữa. Cái này rồi những cái nào màu đỏ cũng tương tự thôi, mình sẽ tô cho nó tràn ra luôn, đừng có tô lấn vào cái phạm vi mà mình ấy là được. Tô lấn vào cái phạm vi ấy, tô vào cái phạm vi mà mình làm thì chưa,
thì nó sẽ không bị lỗi. Cho nên việc này làm này phải hết sức cẩn thận. Cũng cẩn thận lại hàng ngày. Đó. Đấy, tương tự. Cái này mình phải tô cho nó tràn ra ngoài. Dạ, tô Xíu là thế không? Cho nên là rất là phải tỉ mỉ từng chút một. Tô tỉ mỉ từng chút một. Yeah. Rồi. Tiếp tục. Làm tương tự. Chết rồi, tô cái này nó không cùng một màu rồi. Mình chủ quan quá. Tô cái này cùng một màu. Tô cho nó. Rồi xong. Nói chung là thì thì những cái nào mà cần thiết mình tô luôn. Đó, tôi như vậy rồi. Tiếp tục nha. Cái chân vịt nha, cái chân vịt. Cái chân vịt tức là màu đồng, từ từ màu đồng. Ở đây mình sẽ có cái màu một texture là màu đồng rồi. Bây giờ mình thấy cái chân vịt của thằng này
Ôi trời cha, nó che mẹ trên vịt rồi. Nên cái màu đồng ở đây. Đồng gold, copper gold. Đúng, mình sẽ lấy cái màu vàng đồng này. Mình làm thích chơi cho nó. Rồi. Bé rồi. Chút vịt đã bé rồi. Đó. Rồi ok chưa? Thì có cái kiểm tra chỗ này nè. Rồi. Trong bộ này nè, nó phải cho nó có dư ra. Phải có dư ra thì nó mới ok được. Cho nó có dư ra để cho nó không bị những cái lỗi ngớ ngẩn. Thằng này về cơ bản là thằng này có dư ra rồi, ok. Thêm màu trắng, màu trắng thì vô hết đi, tô màu trắng là. Rồi ok. Rồi anh bớt đi, bắt đầu làm này. Chỗ này của nó này, thượng tầng của nó này, chỗ này có một cái gì đó. Thì đây mình cũng sẽ làm. Mình vẽ một cái circle hình chữ nhật ạ. Rồi tạo một cái layer mới rồi làm cho màu đen to quá, cho nhỏ lại khoảng 2 pixel thôi. Rồi rồi kéo nó vô. Đó. Ở đây này, thấy ở đây nó còn có đi 8 nữa. Thì mình sẽ chọn group, chọn nó khoảng 2 pixel vào cái phần group option này, kéo cái giãn này ra này, hai rồi kéo một cái đường bên, kéo một cái đường đánh cái đường tám đó. Kẻ một cái đường đánh đi tám. Đó. Cho là xong có cái đường tám. Rồi. Ở đây mình thấy nó làm teacher, nó có cái màu reset này. Màu mà kim loại nó bị reset á, mình cũng tìm. Reset. Đó. Đây. Ví dụ lấy cái hình này để làm reset đi. Ví dụ đây. Ví dụ mình làm đây nha. Mình chọn reset một phần nào đó thôi. Ví dụ như mình chọn làm cái điểm một cái á. Làm cái điểm một cái vị trí này đi, làm vị trí reset đi. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái cọ mềm á để gô mờ nó đi. Nói chung là ví dụ như vị trí này đi, cần làm reset đó. Rồi sau đó mình sẽ chọn là ở đây là overlay, chọn vị trí này là overlay, giảm cái độ fill xuống. Giảm opacity xuống, giảm độ fill xuống. Hoặc là chọn ở đây là sẽ là lighter. Thì ở đây là nó sẽ tương tự như ở đây à. Nó sẽ pha những cái màu reset, cái màu kim loại reset nó vào. Đó.
Còn những cái mối nối như thế này này, bản chất của nó sẽ là cái mối nối cái mối nối đen của mình, là mình sẽ xử lý được trong quá trình mình làm. Đó, thì mong reset mình cũng cho nó cả phóng nó ra cho nó đấy lên tương tự thôi. Là đây mình giảm nó opacity xuống, có nhiều chế độ để mình làm, ví dụ scan này, làm sao mình điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất đối với mình là được. Rồi thiếu lên đó ha, màu cái loại reset này, ví dụ sau khi ra xong ạ, ra xong Shopify ra toàn bộ mà mình sẽ làm này, mình sẽ đánh cái texture nó lên đó, thấy không? Về tương tự về cơ bản là nó cái màu của nó cũ cũ nó như thế, cái màu nó cũ nó như vậy, và cái màu mà nó cũ nó như thế, mà cái màu reset nó như vậy. Rồi sau đó còn các tất cả các cái chi tiết phụ của nó, ví dụ như là mình làm mấy cái linh tinh như là vạch sơn đồ các thứ như đây này, ví dụ như đây này, những mấy cái linh tinh này mình vẽ thêm vô là được. Hoặc là đây những cái viền bo lai này, viền mà cái này là cái thiết kỹ thuật tích chờ mình là phải học mới làm được. Rồi nói chung là cái nguyên lý chung đó, nó là như vậy. Về cái nguyên lý chung đó là nó như vậy thôi, mình làm mà mình phải kiểm tra lại. Ví dụ như chỗ này nè, thấy không, sau khi làm nó bị lỗi nè, là do mình tô chỗ này nó bị hụt nè, tô bị lem nè, thấy không? Cho nên là quá trình mình làm nó phải hết sức cẩn thận, không có được, nó phải tỉ mỉ. Cái chuyện mình làm một cái này phải tỉ mỉ chút một, kiểm tra lại cho xem là nó có bị không, nó có bị mình làm nó bị lỗi hay không. Không là ra nó sẽ bị lỗi ngay. Rồi sau khi mình xong rồi mình xuất file ra là chuyện bình thường đó.